Ê, cậu ơi, cậu đừng câu. Trời ơi, ướt hết rồi nè. Cái ông này. Em cản cậu lại chi vậy? Để cậu ra cậu xử nó là được rồi. Cái thằng. Thôi mà cậu, lỡ để người ta biết được cậu hẹn hò với một con ở như em, người ta cười cậu chết đó. Chuyện của em với cậu, mình nên dừng ở đây thôi. Tại sao mình phải dừng lại? Tại em nghe bà nói là sắp tới sẽ cưới cô Liễu, con của hội đồng làng bên, về cho cậu làm vợ. Cô Liễu mới là người môn đăng hộ đối với cậu, em chỉ là con ở thôi à. Cậu sẽ không chịu cưới ai khác ngoài em đâu. Cậu không có được vậy đâu. Nếu cậu vì em mà không cưới cô Liễu, bà biết được là bà đánh em chết đó. Em biết là cậu thương em, nhưng mà em với cậu không có môn đăng hộ đối, bà không có chấp nhận đâu. Cho nên là em với cậu mình đừng có gặp nhau nữa. Nè, hay là em có người khác đúng không? Dạ không có, em không có ai khác hết. Đó giờ em thương có mình cậu ba à. Nhưng mà tại vì bây giờ mình đâu còn cách nào khác đâu cậu. Để cậu tính cho. Dạ. Là em có chịu làm thiếp của cậu không? Dạ, thân phận em là kẻ hầu người hạ trong nhà. Cậu đặt đâu thì em ngồi đó, miễn sao ở gần cậu là được rồi. Nhưng mà em nghĩ chắc là bà với cô Liễu không có chấp nhận em đâu. Không sao hết. Em có nghe cái câu mà mẹ quý nhờ con. Bây giờ như vậy, mình cứ có con trước rồi đem lại về cho mẹ. Miễn là cháu đích tôn thì thế nào mẹ cũng chấp nhận mà. Nha. Ừ. Vậy ý cậu là... Cậu ba, vợ chồng mới cưới ngày hôm qua còn chưa ở với nhau được ngày nào, mà bữa nay cậu đã phải lên tỉnh đi làm rồi. Hay là để má đánh dây thép lên, xin cho con ở nhà mấy hôm, chứ vợ chồng cần phải gần gũi nhau nhiều, đặng má mau có cháu bồng, đúng không nào? Cái này là chuyện công, chứ tôi đâu có biết được là khi nào đi hay là ở. Với lại tôi đi lên trển tôi làm dăm bữa nửa tháng là tôi về, chứ tôi đâu có đi luôn đâu mà má với em phải lo vậy. Mà tôi cũng nói với má rồi, mình quản cái cưới này lại đi, mà má với em cứ đòi đó chứ. Cậu ba đừng có giận má. Chẳng qua là má trông là nhanh có cháu để bế bồng thôi. Má nè, má yên tâm, thế nào thì tôi cũng sẽ cho má được một đứa cháu đích tôn. Lanh, đứng đó làm gì nữa, đưa túi cho cậu. Dạ bà. Cậu ba. Hả? Cậu đi lẹ đi, kẻo lỡ việc của cậu đó. Tôi biết rồi. Mà tôi nói cho em nghe, con Lành nó là người hầu thân cận của tôi, có gì ở nhà cũng đừng có làm khó dễ nó. Đợi tôi về rồi tính. Cậu ba, con Lành nó chỉ là kẻ hầu ở trong nhà thôi, việc gì cậu phải căn dặn kỹ như vậy? Tại đó giờ nó chăm tôi quen rồi. Với lại tôi sợ nó ở nhà làm mít lòng em. Em đuổi nó đi thì không ai chỉ là cho em cách chăm sóc cho tôi đâu. Em còn phải học nó nhiều đó. Dạ mình. Tôi đi nha má. Cậu đi. Dạ mợ. Hỗn láo. Ai cho mày dám liếc mắt đưa tình với cậu ba? Mày có tư tình gì với cậu ba nói không? Dạ thưa mợ, con không dám. Con với cậu ba không hề có gì hết mợ ơi. Cãi nữa hả? Chính mắt tao nhìn thấy rõ rành rành nè. Cậu ba nắm tay mày. Nếu như mày với cậu ba không có gì với nhau, tại sao cậu ba nắm tay mày? Hả? Dạ không có. Má, má phải làm chủ chuyện này cho con. Lành. Dạ, nói mau. Mày với cậu ba có chuyện gì không? Nói. Dạ bà ơi, bà tha cho con không dám. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi bà ơi. Con với cậu ba không hề có gì hết. Hiểu lầm. Mà trước khi cậu ba đi, cậu ba dặn dò cả nhà này không được đụng đến mày. Nói. Nói mau. Dạ con không có bà ơi. Vậy thì mày quỳ ở đây, đến khi nào nói mới thôi.
hiểu chưa? Má tha cho con mà. Má, sao má bỏ qua dễ dàng như vậy được? Má phải đuổi cổ nó đi chứ. Con à, con không nghe cậu ba nói hả? Mình mà đuổi nó đi á, cậu ba về biết được á thì cậu ba làm khó làm dễ mình. Chuyện cũng chưa biết thật hư như thế nào mà. Còn con muốn trừng phạt gì nó thì con cứ làm đi. Vậy ha. Bà ơi, bà. Mở tha cho con mà ơi. Tao cảnh cáo mày, mày lo liệu hồn mà cút ra khỏi nhà này đi. Đừng để tao biết được mày có tư tình lén tiếng với cậu ba. Chết mày. Con không dám ơi. Con xin lỗi mợ, để con thay nước trà khác. Ây da, mợ. Mợ có sao không mợ? Con lành. Mày tính ám sát tao đúng không? Dạ con không dám, con vô ý thôi à. Mợ tha cho con nha mợ. Vô ý thì thôi. Mợ nói như vậy á là tha cho mày rồi đó. Con biết cảm ơn mợ đi. Dạ con cảm ơn mợ, con cảm ơn bà. Ây chết. Lành ơi, bà làm rớt chiếc nhẫn vào cái ấm này rồi. Giờ sao bây giờ? Con lấy giùm bà đi chứ. Dạ nhưng mà bà ơi, cái nước này nó đang nóng lắm, hai bà đợi xíu nó nguội rồi con lấy ra cho bà nha. Lành, mày là phận con ở, bà nói sao thì mày làm vậy đi. Nước này nóng thì thò tay vô lắm. Nhưng mà mợ ơi, nước này mở thấy bỗng tay con rồi mợ ơi. Mợ ơi, mở tha cho con thì con biết lỗi rồi bà, con xin lỗi mợ. Mày nín. Cái này là tao cảnh cáo mày, tao nói cho mày biết, thân thể của tao là cành vàng lá ngọc, đáng giá bao nhiêu mày biết không? Tại sao mày dám làm tổn thương? Dạ con biết rồi, con biết rồi. Mở tha cho con đi mợ ơi, con đau tao lắm. Tao đau một thì mày phải đau 10. Lành nè, mày nghĩ có cậu ba chống lưng á thì tụi tao không dám đuổi mày ra khỏi nhà? Dạ. Tụi tao có cách hết. Mợ nói cho nó biết đi. Mày muốn biết đúng không? Mợ, thứ lằn loại, tại sao mày dám bôi cho chiếc cháu vô cái gia đình này hả? Dạ con đâu có đâu mợ. Đâu có hả? Cái thai trong bụng của mày là của đứa nào hả? Bà nói sao? Con có thai hả bà? Tao hỏi mày, mày lăn chạ với thằng nào để có cái thai này? Khai mau. Dạ, con khai mau. Dạ là cậu ba. Mày nói cái gì? Mày nói mày với cậu ba không có tình cảm gì hết, tại sao lại lòi cái thai này là của cậu ba? Mày tính lừa tao hả? Dạ. Bày đâu, kêu người đập chết nó cho tao. Mợ, mở thai cho con. Mợ, có khi nào
con lành nó nói thiệt không? Cái thai đó là của cậu ba. Má, má tin nó thiệt sao? Con kia. Dạ. Mày vô kêu thằng Đực ra đây cho tao. Dạ má hai. Con lạy bà, con lạy mợ. Lạy bà, mợ tha cho con. Tha, tha cái gì? Là con lành, con lành đó bà. Con lành nó vô con ngủ với nó đó bà. Nó biết cậu ba thương nó, nhưng mà cậu ba có mợ liễu rồi. Nó sợ mất cậu ba nên nó dụ con ngủ với nó để nó có bầu. Sau đó nó ép cậu ba phải thừa nhận cái thai đó, rồi ép cậu ba cưới nó. Nó còn nói với con là nếu nó có cháu đích tôn thì cái gia sản nhà này sẽ thuộc về nó với bà. Tất cả là con lành nữa bà. Dối trá. Bà ơi, hắn ta nói dối đó bà ơi. Không có. Có thật vậy không? Dạ, là con lành thật đó bà. Mày gan quá lành ơi. Mày hết thuốc chữa rồi. Không có. Người đâu? Đánh chết nó cho tao. Bà ơi, con xin bà tha cho con đi bà ơi. Con đừng nói làm gì nữa. Đánh chết cái nghiệt chủng cái bụng nó cho tao. Đừng mà. Dạ. Tha cho con đi. Bà ơi. Thôi. Mày đánh cái đuổi rồi vậy. Hả? Mày. Để tao. Bà tha cho con. Chết bà. Mày. Mày. Làm cái gì vậy? Lanh. Lanh ơi. Lanh. Cậu ba. Cậu ba. Hai người làm cái gì vậy? Con làm gì mới đúng đó. Cái con lành này nè, nó nghĩ làm sao mà nó qua lại với thằng Đực, có được không? Là con của tôi đó. Cái gì? Là con của con. Là sao? Cậu ba. Tôi đã nói rồi, tôi định là tôi đi làm về, tôi sẽ nói với má sau. Tôi không nghĩ là má tàn độc tới nỗi má giết chết cháu của mình. Má đâu có biết gì đâu. Thì má nghe thằng Đực nó nói. Cậu ba. Mày nói cái thai đó là của ai? Cậu ba, là... Nói! Là của Mờ Liễu. Mờ Liễu ép con nói vậy đó cậu ba. Cậu ba. Từ bây giờ trở đi, tao không muốn thấy mặt mày xuất hiện trong nhà tao nữa. Cậu ba. Biết. Gia đình tôi đã cưới cô về làm dâu, cô còn muốn cái gì nữa? Tại vì em ghen quá cậu ba. Ai cho cô ghen? Đàn ông năm thê bảy thiếp đó là chuyện bình thường. Trước khi về làm dâu ở đây, cha mẹ cô không dạy cô điều đó hả? À, thôi, sự việc nó lỡ vậy rồi, đợi con lành nó tỉnh lại rồi má cho con cưới nó, rồi con lành nó sẽ đẻ con cho con nha. Má nói gì vậy má? Im đi. Không cần đâu. Tôi đã mua nhà trên tỉnh, tôi với Lành sẽ dọn lên đó ở. Còn cô, ở lại đây chăm sóc cho má tôi tới già đi. Cậu ba ơi, cậu ba đừng có bỏ em mà cậu ba ơi. Có phải cả đời này hồi. Anh ơi, anh về rồi nè, mở cửa cho anh với. Ủa? À? Ai vậy? Giới thiệu với